Thần gánh team đã trở lại. Đó có lẽ là niềm hân hoan ẩn sâu trong tâm khảm của các cổ động viên Inter Miami lúc này, khi GOAT của họ, người được ví như siêu anh hùng Lionel Messi, đã về lại Bắc Mỹ. Sau chuỗi ngày phục vụ quê hương, giờ là lúc El Pulga tiếp tục sứ mệnh tạo nên khoảnh khắc diệu kỳ, đưa con tàu Inter Miami tiếp tục tiến xa. Niềm vui của đội bóng chủ sân DRVPNK cũng là nỗi ám ảnh cho những đội còn lại tại MLS. Khi Messi trở lại, đồng nghĩa với việc họ phải đối đầu với một tập thể hùng mạnh được hiệu triệu bởi GOAT, một thử thách cực lớn mà không đội nào vui vẻ để đối diện. Chướng ngại đầu tiên trong màn comeback của Messi tại MLS chính là Atlanta United. Bất chấp nguy cơ suy giảm thể lực vẫn còn bủa vây Leo, mọi sự kỳ vọng như thường lệ vẫn đổ dồn vào tấm áo số 10 hồng nhạt để các vũ điệu tango thần thánh tiếp tục được El Pulga trình diễn. Và chờ xem anh lại làm nên khoảnh khắc kinh điển nào nữa tại Mỹ. Sau khi khép lại loạt trận FIFA Days cùng với Abicilete, Messi đã nhanh chóng quay trở lại Inter Miami để tiếp tục giúp đội bóng này nuôi tham vọng vô địch MLS và chuyến hành quân đến bang Georgia sắp tới đây để đối đầu với Atlanta United. Inter Miami một lần nữa sẽ được Messi chèo lái với nhiệm vụ mang về 3 điểm tuyệt đối trên sân khách. Như một cách để tăng nhiệt cho trận cầu đinh siêu hấp dẫn này, hãy cùng tôi là bình luận viên Mai Anh Tài đến với phần nhận định mà đối đầu giữa Atlanta United và Inter Miami trong video ngày hôm nay. Theo tờ The Atlantic, để rút ngắn quá trình quay về đại bản doanh, Messi đã tạm biệt những người đồng đội trên tuyển Argentina và bay thẳng 4.800 km từ thủ đô La Paz của Bolivia để về trụ sở của Inter Miami trong ngày 13 tháng 9. Có thể thấy sự chuyên nghiệp của Messi vẫn được anh đặt lên hàng đầu, bất chấp sự mệt mỏi trong chuyến hành trình kéo dài ấy. Nhưng giờ đây là lúc Inter Miami phải lo lắng khi chuỗi ngày siêu cầy ải sắp tới đang chờ El Pulga. Trên thực tế, sức khỏe của Messi có dấu hiệu đi xuống trong thời gian gần đây. Lần đầu tiên sau nhiều năm, huyền thoại Barca chủ động xin thay người ở những phút cuối trận gặp Ecuador. Sau đó Messi cùng cả đội bay 2.700 km tới La Paz, nhưng không thi đấu một phút nào trước chủ nhà Bolivia. Các fan của Inter Miami phải thầm cảm ơn huấn luyện viên Lionel Scaloni với quyết định để Messi nghỉ ngơi. Bởi việc thi đấu ở độ cao hơn 3.600m so với mặt nước biển là cực kỳ nguy hiểm với một cầu thủ vốn đã không khỏe, kể cả vào sân từ băng ghế dự bị. Việc Messi già đi và suy giảm thể lực chỉ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể thì El Pulga đã phải cày ải khá nhiều trong thời gian qua. Trước khi trở lại tuyển Argentina, Messi đã phải chơi 11 trận cho Inter Miami chỉ trong một tháng rưỡi. Tiếp theo đây, lịch trình 7 trận trong 22 ngày đang chờ đợi Leo, bắt đầu từ màn đối đầu với Atlanta United. Trong 7 trận đó, có 6 trận ở MLS và 1 trận chung kết US Open Cup. Mục tiêu của Messi là rất rõ ràng, giành thêm một danh hiệu nữa cho Inter Miami, đồng thời giúp đội bóng chủ quản giành quyền vào playoff ở MLS. Nhìn chung thì với mật độ trung bình 3 ngày một trận, Messi khó lòng thi đấu trọn vẹn, bất chấp việc trận nào cũng cực kỳ quan trọng với Inter Miami. Nhìn chung, khả năng Messi đá chính trước Atlanta United là không nhiều, nhất là khi anh trở về câu lạc bộ với sự mệt mỏi trước đó đã dẫn đến chấn thương cơ mức nhẹ. Thậm chí cần phải lưu ý thêm một điều rằng, không phải tất cả đội bóng đang thi đấu tại giải MLS cũng sở hữu sân nhà có mặt sân làm bằng cỏ thật. Nguyên nhân cũng dễ hiểu vì bóng đá tại Mỹ không phải là môn thể thao vua, nên một vài sân vận động không chỉ sử dụng để dành riêng cho các trận đấu bóng đá mà còn là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện thể thao khác nhau. Và do đó, họ ưu tiên sử dụng mặt cỏ nhân tạo hơn. Inter Miami sẽ đến bang Georgia để làm khách của Atlanta United trên một mặt sân như vậy và lại là một bất lợi cho chính Messi vào lúc này. Khi ngôi sao người Argentina Lionel Messi chuyển tới MLS thi đấu, đã có nhiều tin đồn cho rằng Messi sẽ tránh thi đấu ở những trận đấu được tổ chức ở sân sử dụng mặt cỏ nhân tạo để tránh gặp phải những chấn thương. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch World Cup 2022 đã nhanh chóng phủ định những tin đồn này trong một cuộc họp báo. Sự thật rằng tôi đã quen thi đấu và tập luyện trên các sân cỏ nhân tạo khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình. Mặc dù đã khá lâu kể từ lần cuối cùng tôi chơi trên mặt cỏ đó, nhưng tôi không có vấn đề gì về việc thích nghi với sân cỏ nhân tạo. Dù vậy đi chăng nữa thì huấn luyện viên Tata Martino sẽ không dễ dàng đồng ý cho Messi ra sân ngay từ đầu khi anh đang gặp vấn đề sức khỏe và chỉ để El Pulga vào sân trong trường hợp Inter Miami gặp bất lợi trước Atlanta United. Messi cũng không cần lo lắng quá mức vì Inter Miami vẫn thành công giành được chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước Sporting Kansas City mới đây mà không có anh.
qua đó nối dài chuỗi trận 12 trận bất bại và níu lấy cơ hội tiếp tục góp mặt trong vòng playoff của MLS. Đây rõ ràng là một tín hiệu tốt vì Messi đã truyền động lực và khát khao chiến thắng cho các đồng đội tại Inter Miami rằng họ không được lệ thuộc vào El Pulga mà phải tự thân đi tìm chiến thắng. Với mỗi trận đấu mà siêu sao người Argentina ra sân, khắp các khán đài đều phủ kín khán giả, dù vé có chạm trần MLS đi chăng nữa. Điều này có thể gây áp lực cho các học trò của huấn luyện viên Tata Martino. Tuy nhiên, Messi đã cống hiến tất cả những gì có thể cho đội bóng mới, từ ghi bàn cho đến kiến tạo. Anh giúp đồng đội tốt lên và phần còn lại của Inter Miami sẽ cố gắng giúp Messi nghỉ ngơi tốt nhất bằng một chiến thắng nữa trước Atlanta United. Và trong trường hợp Messi cần thêm thời gian, huấn luyện viên Martino sẽ cho Inter Miami chơi với sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 4-3-3 vì sự ổn định. Theo đó, Drake Callender tiếp tục là nhân tố số 1 trong khung gỗ. Chơi trên anh sẽ là 4 hậu vệ, 4 người gồm Jordi Alba, Kamal Miller, Sehi Christoph và DeAndre Yedlin. Tiếp theo ở hàng tiền vệ thì Sergio Busquets và Dixon Orojo sẽ là cặp double pivot chơi lùi sâu, hỗ trợ cho sao trẻ Facundo Farias là đồng hương Argentina cũng là người đảm nhận vai trò của Messi trong thời gian này. Tam tấu trên hàng công lần lượt là Robert Taylor cánh trái, Stephen Lee cánh phải và Leonardo Campana trung phong. Và nhìn chung đây sẽ là đội hình tương đối nhất trong tay huấn luyện viên Martino lúc này để nghĩ về 3 điểm trên sân khách. Ở chiều ngược lại, Atlanta United cũng hướng đến 3 điểm trên sân nhà và huấn luyện viên Gonzalo Pineda sẽ tung ra sân những con người tốt nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 của mình. Thủ môn Brad Guzan sẽ được lựa chọn. Trên anh là 4 hậu vệ gồm Lennon, Robinson, Abraham và Wiley. Hai tiền vệ phòng ngự là Sosa và Cedric đảm nhận và chơi nhô cao là ngôi sao MLS Thiago Almada. Bộ ba tấn công sẽ là Tyler Wolf cánh trái, Lohan Nizer cánh phải và vị trí tiền đạo cắm sẽ vẫn thuộc về Giorgos Giakoumakis. Nhìn chung thì Atlanta United lúc này đang có phong độ không thể tệ hơn. Tính ra trong 8 trận gần nhất, đội bóng huấn luyện viên Gonzalo Pineda chỉ thắng được có 2 trận mà thôi, còn lại thua tới 5 trận. Chính vì sự thiếu chắc chắn này mà Atlanta United không hề có cơ sở nào để tin vào một chiến thắng trước Inter Miami, đội bóng đang có thành tích tốt nhất nước Mỹ lúc này. Việc quá phụ thuộc vào tiền vệ Thiago Almada và tiền đạo Giorgos Giakoumakis đã dẫn tới nhiều lần đội bóng chủ sân Mercedes-Benz gặp bế tắc khi bộ đôi này chơi dưới sức. Dù cho đội bóng bang Georgia lúc này đang nằm trong top 6 khu vực miền Đông, nhưng họ không phải đối thủ của Inter Miami cách đây hơn một tháng tại League Cup khi phe áo trước Messi và đồng đội với tỷ số đậm đà 4-0. Thậm chí 5 lần gần nhất hai đội gặp nhau thì Inter Miami đã thắng đến 3 lần trước Atlanta United. Nên nhớ rằng đoàn quân của huấn luyện viên Tata Martino đã bước sang chương mới sau chức vô địch League Cup và đến giờ thì vẫn chưa ngán ngại bất kỳ đối thủ nào tại MLS. Nên nhớ rằng Messi chỉ cần 22 phút để đưa Inter Miami dẫn trước Atlanta United tại League Cup thì rõ ràng niềm tin và chiến thắng trong trận đấu tới của đội bóng chủ sân PNK là lớn hơn rất nhiều. Messi dù không ra sân vẫn tiếp lửa cho đồng đội trên băng ghế dự bị và tốt nhất Inter Miami phải thắng, nếu không El Pulga sẽ tự tay làm điều đó trong hiệp 2. Dù cơ hội tiến vào playoff MLS vẫn rất mong manh, nhưng không gì là không thể nếu đó là đội bóng có sự xuất hiện của một vĩ nhân như Messi. Và hãy cùng chờ xem Inter Miami có tiếp tục gặt hái 3 điểm trọn vẹn trên sân khách trước Atlanta United tại MLS vòng đấu tới hay không. Câu trả lời sẽ do các học trò của ông Tata Martino làm rõ. Còn bây giờ, bình luận viên Mai Anh Tài xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Để hướng đến mùa giải 2023-2024 của bóng đá thế giới, ekip bình luận viên Mai Anh Tài cần tuyển 5-7 bạn cộng tác viên cho vị trí sản xuất content, bao gồm content writer và video editor. Yêu cầu đối với content writer: am hiểu về các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và bóng đá Việt Nam, nắm bắt tin tức nhanh nhạy, có tư duy sáng tạo về việc lên kịch bản, có khả năng viết lách tốt, văn phong trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp căn bản và quan trọng nhất là có nhiệt huyết, đam mê cũng như tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Yêu cầu đối với video editor: có kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập video về bóng đá hoặc các môn thể thao khác, có kiến thức sâu rộng và đam mê về bóng đá trong và ngoài nước, có khả năng edit nội dung sáng tạo, hấp dẫn, thu hút khán giả, có khả năng làm việc độc lập và nhóm, chịu áp lực cao trong công việc, có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm biên tập video, hình ảnh và âm thanh. Đổi lại, các bạn sẽ có cơ hội nhận được mức thù lao hấp dẫn, tương xứng với công sức và chất xám bỏ ra, được tiếp cận với môi trường social media chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp theo định hướng truyền thông. Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia ứng tuyển bằng cách liên hệ gửi CV thông qua địa chỉ mail đang hiển thị trên màn hình. Thay mặt ekip, biên viên Mai Anh Tài xin trọng cảm ơn.